Và cuối cùng dành cho những khách hàng nào mà muốn đầu tư một bộ dàn karaoke di động một cách chỉnh chu nhất, một cách kỹ càng nhất, và mình muốn có những cuộc chơi nó pro nhất có thể á, thì mọi người nên cân nhắc cái việc là mọi người có xác định là mình đầu tư bộ dàn karaoke, bộ dàn mà âm thanh loa di động á, mọi người có muốn đầu tư cho nó hết cỡ hay không? Mọi người có định hướng là phát triển, gọi là nâng cấp thêm hay không? Để mọi người đầu tư thì mọi người sẽ phân tích ra là có nó sẽ có hai dòng cho mọi người lựa chọn, là dòng loa di động có tích hợp mixer và không có tích hợp mixer. Cái dòng mà điển hình cho cái loại mà có tích hợp mixer hoặc là không tích hợp mixer đó là dòng thương hiệu mà đến từ Electro Voice của Mỹ. Electro Voice nó khá là hay là nó tách ra luôn hai dòng là có mixer và không mixer. Có mixer khi nào thì mọi người nên xài mixer và khi nào mọi người không nên xài mixer. Những dòng mà có tích hợp mixer tức là người ta đã bỏ tiền ra cho một cái mixer số đưa vào trong cái loa rồi, thì mọi người thứ nhất mọi người phải tận dụng cái mixer đó, chẳng hạn như Electro Voice EVOS 8, Electro Voice 30M, EVON 30M hoặc là 50M. Những dòng đó đã có tích hợp mixer Dynacock rồi, đã có echo effect trên loa rồi, hát rất là hay rồi. Thì mọi người khi mọi người xài những dòng như thế này, thứ nhất là mọi người đi cây solo, tức là mọi người xài con cái, EVOS 8 xài một cây, 30M xài một cây, 50M xài một cây, thì mọi người nên mua dòng có mixer đi bên cạnh, và mọi người chỉ cần mua thêm cặp micro là mọi người đã hát karaoke rất là tốt rồi. Mọi người tận dụng effect trên đó xài rất là ngon. Tuy nhiên nếu mọi người muốn xài từ hai cây trở lên, hai thiết bị trở lên, làm thành một dàn karaoke có stereo mà nó gọi là nó pro hơn một chút xíu nữa, thì mọi người không nên chọn dòng có mixer, bởi vì nó phí, hai cây nó sẽ hai cái mixer nó phí, thì mọi người lúc đầu mọi người phải nâng cấp lên cái dòng mà là xài cái dòng không có mixer á. Lúc đó mọi người mua thêm vang số micro vào thì nó sẽ thành một cái dàn karaoke chuyên nghiệp luôn, sẽ đi chơi được luôn. Cái sự chênh lệch giữa mà có vang số micro đi kèm với cái việc mà xài micro di động á, nó là chênh nhau chắc phải một 10 một năm, nó cỡ đó luôn đó mọi người. Nó không hú rồi này kia, hát nó nhẹ nhàng hơn, thì mọi người có vang số micro vào nó sẽ hoàn toàn khác. Vang số micro mà setup nha, còn mình không nói đến cái việc của mixer rời nha. Vang số micro, khi mọi người có vang số micro vào bộ dàn cái loa di động rồi thì cái sự chênh lệch nó rất là nhiều so với mọi người khi xài loa di động, nên mọi người phải cân nhắc kỹ khi mọi người đầu tư cái này. Chẳng hạn như EVOS 8 đi ha, nó có mixer giá nó là hai mấy triệu ạ, nhưng nếu mà với số tiền đó mọi người muốn đầu tư vang số vô micro vô cho nó pro luôn á, thì thay vì mọi người đầu tư EVOS 8, mọi người có thể đầu tư sang LD Mavic 5 để mọi người nâng cấp vang số micro lên. Thì thứ nhất nó đỡ phí cái cục tiền mọi người cho vô con mixer trong EVOS 8. Thứ hai nữa là nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với việc mình nói việc mình xài chơi micro di động mà tích hợp trên con vang số trên con EVOS 8. Mọi người không biết mọi người có hiểu ý mình không? Tức là với cùng một cục tiền đi, 30 triệu đi, mình ví dụ như 30 triệu đi ha. Thay vì mọi người mua một con EVOS 8 cộng bộ micro, thì mọi người có thể lấy cái đó, mọi người mua một con Audio 5 cộng một bộ vang số cộng một bộ micro nữa. Đương nhiên hai cái nhu cầu nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Một cái là chuyên karaoke luôn và chuyên nghiệp hẳn luôn, về sau muốn nâng cấp thêm một cái Audio 5 nữa vẫn được. Rất hay, đạt hiệu quả rất cao. Còn EVOS 8 này thì nó lại nhu cầu nó về di động này kia, cũng có số tiền đó luôn, nhưng mà nó là nhu cầu về di động và không nâng cấp nữa, vì gọi là một một set đi gọn nhẹ, không xài nữa. Tiếp đến chẳng hạn như mọi người với một cái bộ những con Electro Void 30M, nó có một con mixer trên đó, giá của nó đâu cũng bốn mấy triệu, so với một con Evo 50 cũng bốn mấy triệu luôn. Thì hai con này nếu mọi người muốn xài một trụ cộng micro thì mọi người mua 30M, nhưng nếu mọi người muốn ghép thành bộ dàn có vang số micro thì mọi người nên mua Evo 50, công suất lớn hơn, hiệu quả đạt hiệu quả tối đa khi mọi người nâng lên hai cây, thậm chí một cây hiệu quả vẫn tối đa luôn. Nhưng mà mọi người kết hợp vang số micro vào nữa là xong luôn, thành bộ dàn karaoke khá là chuyên nghiệp. Thật ra thì cái này mình đã tư vấn cho khách khá là nhiều cái kiểu như thế này, bởi vì khách cùng với một số tiền tùy nhu cầu của mình mà mình lựa chọn cái sản phẩm làm sao cho nó phù hợp nhất với nhu cầu đó, có mixer hay không mixer, cái này mọi người sẽ lựa chọn thôi. Và đương nhiên vang số micro vô thì nó sẽ rườm rà một tí, nó sẽ có phải một cái tủ sách đi mà mọi người bỏ hai thiết bị vào, một cái tủ sách đi và mình phải phải cắm điện cho nó nữa, nó sẽ rườm rà hơn một tí. Tuy nhiên với cái việc mà Thiên Vũ đã setup sẵn trong đó rồi thì mọi người không cần phải lo điều chỉnh ăn gì, lúc đó mọi gì cần là mọi người tăng giảm âm lượng thôi, làm sao cho nó phù hợp với cái tai nghe, cái mình nghe cho nó vừa nghe là được rồi. Và cuối cùng thì đương nhiên mọi người mua sắm dàn âm thanh là chắc chắn mọi người phải nghe thử. Tất cả các bản demo của mình quay clip trên mạng, trên kênh YouTube của Thiên Vũ, các bản test này kia là đều là chỉ những gọi là tham khảo thôi cho mọi người thôi nha. Còn khi mọi người muốn mua một sản phẩm về âm thanh, mọi người ở bất kỳ đâu thì mọi người tốt nhất là mọi người nên lên thẳng showroom,
nơi những nơi mà có demo sản phẩm đó mọi người nghe thử. Bởi vì âm thanh là một cái sản phẩm thiết bị theo gu, theo nhu cầu. Thì là nhiều khi có khách thì nghe hợp cái này, nhiều khách nghe hợp cái kia. Nên là mình cũng không biết là cái này bắt buộc là phải mọi người phải lên nghe thử, chứ không phải là người ta nói bầu hay, tức là mình nghe bầu của nó cũng hay. Nếu không phải là mọi người nghe Electro Voice hay, LD System nó hay, mà mọi người nghe thấy nó hay, không có. Mình đã từng trường hợp mình demo cho cùng một sản phẩm, so sánh hai cái, nhưng mà khách nghe nghe cái này hay, nhưng bạn của khách nghe cái kia hay. Thì cái đó là cũng trong cùng một, gọi là cũng một hội chơi với nhau luôn đấy, nhưng mà người này nghe cái này hay, người kia nghe cái hay. Cái đó liên quan đến gu và thế thẩm âm rất là nhiều, và cái cách nghe rất là nhiều. Cái này nếu mà anh em nào mà mọi người mà bên 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 nghe nhạc á, đầu tư mua hàng bên nghe nhạc, mọi người sẽ hiểu cái vấn đề này. Rồi nghe theo gu, rồi nghe theo thể loại rất là nhiều. Nên tốt nhất mọi người muốn mua giảm thanh, mọi người nên lên cái showroom gần nhất của mọi người để mọi người nghe thử cái sản phẩm đó. Nghe xong thì mọi người mới đưa ra được một cái quyết định chính xác nhất. Ok, vừa rồi thì mình vừa mới chia sẻ cho mọi người cho một số cái mẹo để mọi người có thể chọn một cái sản phẩm loa di động karaoke hoặc là nghe nhạc làm sao cho nó phù hợp với đúng với nhu cầu của mình, đúng với túi tiền của mình và đúng với cái mong muốn của mình khi mua một cái sản phẩm về. Thì nếu mọi người có thắc mắc gì, mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết để mình có thể giải đáp thêm. Còn nếu mọi người muốn trải nghiệm các chất âm của các dòng sản phẩm như mình đã nói ở trên, thì mọi người có thể đến ngay showroom của Thiên Vũ tại 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, để mọi người có thể nghe thực tế, trải nghiệm thực tế và nghe tư vấn kỹ hơn từ mình hoặc là như các anh em bên sale. Thì mình là Khánh, hẹn lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.